Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà em cũng nở một cái cây nằm ở trà Phú Thọ, đó là giò kích hoa. Thì em cũng giới thiệu mọi người một chút để mọi người nhìn nhận một chút về cái cây này. Có thể là giò kích hoa hoặc là các thứ. Nhưng chủ đề hôm nay em nói chủ yếu đó chính là cái việc em đã thử nghiệm rất là nhiều cây rồi. Cây nào nó ra rễ nó sẽ ra rễ. Thay cho cái việc đó chính là nó kích là không khó rễ là không đúng. Đây là một cái bông kích hoa trước này, đấy, nó đều do kích cả. Thì để mà nói là cái cây này thì nó khỏe, và cái việc khỏe của nó thì nó sẽ có khả năng ra hoa và ra kỳ rất là lớn. Thì đây, ngày xưa là người mua cái mẹ nó là cái lỗi, nhưng cây con này rách lá, em Thanh rách lá nhưng mà không ra được, bởi vì nó nhẹ, và khi mà nó rách mạnh hơn ấy, thì nó sẽ ra một cái lá nhỏ kiểu dạng như vậy, thì gọi là lá lỗi. Đây này, chi tiết của cái lá, đây là chi tiết của cái lá lỗi. Và em nói nhiều lần rồi là cái việc lỗi không quan trọng, chuẩn Phú Thọ là được, chuẩn Phú Thọ là có thể nuôi trồng được. Nhưng mà khi mà lên đến một cái cây to ngọn của nó thì bây giờ đang bị xoáy, đang bị xoay, tương lai rất là có thể sẽ ra một cái lá lỗi ở một cái thời điểm rất cao. Nên nó không phải là cứ gần gốc là lỗi là không đúng, gần gốc hay trên cao thì đều có thể lỗi và có thể không. Thì hôm nay cũng tiện cái cây ở đây, thì em bởi vì em kích rất là nhiều cây nên em biết được cái tỷ lệ ra rễ của nó, chứ không phải là như nhiều người ta nói là kích là không là rễ, khó là rễ là không đúng. Thì tiện đây nó cũng có một cái, đó chính là cái nhỏ để tự nhiên nó vẫn là rễ, nhưng có cái to thì nó cũng ra rễ. Đấy, thì bởi vì nó là phụ thuộc vào cái việc sinh sản của nó, cái gọi là cái sự gọi là sự tồn tại của nó ấy. Bắt buộc nó phải rễ thôi, bé nó vẫn ra. Đây, thân này là một cái kỳ rất là nhỏ, kích đến bây giờ là nó đã ra rễ rồi, và những cái trên của nó thì đa phần là đang nhú hết rồi, nó sẽ nhú theo từng đoạn từng thời điểm. Trước thì em có hay nghĩ rằng là do mình cây nó yếu hoặc là quá thuốc hay gì đó, không phải, mà nó do cái bản chất của cái cây ngày xưa là do mình trồng như thế nào, bản chất của cái cây do mình trồng tồn tại bao lâu và mình trồng như nào. Nếu như mà mình cây của anh chị mà được chăm, tự tay mình chăm ấy, mình hiểu được nó rồi, nó được ăn phân bao nhiêu ấy, hoặc là được thứ nhất là được ăn phân, cái thứ hai là được chăm sóc như nào ấy, thì mình sẽ hiểu được nó. Cây nó bị bỡn hay là bị nhiều nắng, ít nắng thì mình hiểu được nó. Mà hiểu nó thì mình sẽ kích nó sẽ ok hơn, nó sẽ dễ hơn. Nhưng như cây này của em ấy thì không phải là kích là nó sẽ ra được hết kỳ, mà thường kích thì nó vẫn ra hoa rất là nhiều. Đây, việc đâm để cho nó ra hoa, ra kỳ thì nó rất nhiều, nhưng nó ảnh hưởng đến cây. Nhưng cùng với cái thời điểm đó, cùng với cái việc là mình chăm bón nó ấy, để nó không bị suy lá, anh chị nhìn thấy lá nó còn rất là căng, không rụng luôn, lá rất căng và không rụng từ Phú Thọ này. Nó dù nó bị tiêm thuốc nhưng mà lá rất là căng và không rụng, bởi vì nó được chăm sóc trong một cái môi trường tốt, nó được hợp với cái khí hậu, và nó là cái cây thuần ở đây rồi. Thì cái việc mà nó thuần ở đây rồi ấy, nó thuần ở đây rồi thì là cái lá của nó ấy, mình đã biết được cái điều kiện của nó, cái độ khỏe của cái cây ấy. Lá vẫn còn rất là tốt khi mà mình dùng thuốc. Thì nếu như mà cái cây mà anh chị không chăm ấy, anh chị mua về của người ta ấy, thì có thể là người ta chăm quá tốt hoặc là quá yếu ấy, thì cái việc đó là mình kích thì nó sẽ khó ra rễ hoặc là teo thân hoặc là hỏng rụng hết lá chẳng hạn. Đại loại nó có nhiều yếu tố. Chứ còn nếu mà một cái cây khỏe đây này, mọi người thấy không, kích vào lá vẫn rất là đẹp, mặc dù nó ra rất là ra nhiều hoa và ra cả hoa cả mầm, nhưng lá nó vẫn rất đẹp từ gốc đến ngọn, nó không bỏ cái lá, chưa bỏ cái lá gì cả. Đấy, lá này là chưa bị rụng trên lá này, lá gốc sát gốc của nó đây, đấy, nó chỉ bị cháy tí thôi, nó ráo trước, còn nó không có gì ở đây, thân mẹ đây, lá thân mẹ vẫn rất đẹp, lá rất dày. Đấy là do là cái môi trường là mình phải nuôi từ trước khi mình kích. Chứ còn nếu như mà cái cây mà anh chị mới mua về ấy, hoặc là anh chị mới nghe người ta nói thì nó rất là khó. Nhưng cái cây mà mình chăm ở nhà mình ấy,
thì là cái mà mình biết rõ nhất. Cây nhà mình trăm năm, xong sang năm là ví dụ mình có xác định là mình kích thì mình phải hiểu được cái cây đã, hiểu được cái độ khỏe của nó đã. Còn anh chị chưa hiểu được cái độ khỏe của cây ấy, thì anh chị kích thì đương nhiên là khó ra rễ, hoặc là nó khó hơn, trong nhìn chung là nó sẽ có rất nhiều yếu tố để cho cái cây không ra rễ, hoặc làm cho cái cây đeo đi, hoặc là rũ hết lá. Nhưng cái cây này thì là cái cây chăm từ ngày trước, thì là mình biết được rằng là những cái điều kiện nó thì mình cứ ấy thôi, mình kích thoải mái. Khi mà mình kích trước những cái cây kia trên để cho nó lớn này, xong rồi những cái kia sau này nó sẽ lớn, kích được sau đấy thì mình kích thưa nó ra, khoảng cách thưa nó ra. Một cái thân thì mình chỉ kích tầm độ 3 nhát một lần thì nó sẽ ra được cái hiệu quả tốt hơn. Nó sẽ ra được cái hiệu quả, đó chính là cây nó không phải ra một lúc đẻ nhiều con luôn, mà nó sẽ ra từng đợt. Ví dụ đợt đầu tiên cách nhau, đợt đầu tiên vào ngày mùng 1, thì đợt thứ hai vào ngày 20, cách nhau khoảng 20 đến 30 ngày. Đây phụ thuộc vào tùy anh chị là kích như thế nào. Thì bởi vì em muốn nói là em, nhà em có rất là nhiều những cái cây mà nó giá trị, thế nên là em kích thường em kích nó phải có quy trình, và những nó có những yếu tố để cho mà nó ra dễ. Chứ nếu như những cây phiệp tím bình thường ấy, phiệp tím ấy thì nó giá trị nó thấp ấy, thì nhiều người có thể là những người người ta làm video là trên kênh YouTube ấy. YouTube thì mọi người hiểu là mở ra bây giờ có hàng trăm kênh YouTube, có thể là hàng nghìn luôn, là người ta giới thiệu về cách trồng rồi các thứ để bán cái cây. Nhưng mà người ta dùng bằng những cái cây, có nghĩa là người ta sẽ sử dụng những cái cây, có nghĩa là cây tím, và người ta chủ yếu là quay những cái cây mà thực sự là nó khỏe ở vườn nhà người ta thôi. Còn những cây yếu thì đâu ai biết đấy đâu, đúng không ạ? Nhưng còn như những cây của em đây là thực sự là nó là cây giá trị cao, nên là em phải làm cẩn thận, chứ không thể là làm một cách lôm nhôm được. Đấy, thì những cái cây tím này, cây này để nó ra rễ này, thì nó là cũng là chu kỳ của nó thôi. Khả năng sinh tồn bắt buộc nó phải ra. Đấy là nói về cái việc ra rễ nhanh hay không nhanh hay ra rễ, bởi vì mọi người nhiều người vẫn chưa hiểu cái vấn đề đó. Và nhiều người phản hồi với em đó chính là những cái đó là không đúng. Thực ra này mọi người cứ thử mà xem. Cứ thử nhân kỳ ở một cái cây mà anh chị là năm trước là anh chị nuôi được 1-2 năm ở trong nhà, xong đến năm nay anh chị mới nhân, thì anh chị sẽ hiểu được. Còn khi mà năm anh chị vừa mua về đã đòi nhật kỳ thì đương nhiên cây suy lắm, mà nó yếu. Mà nó lại phụ thuộc vào cái người trồng cơ. Phụ thuộc vào cái người trồng cái cây đấy cơ. Đấy, phụ thuộc vào người trồng cái cây đó. Cái cây đó người ta trồng theo cái kiểu gì, cho ăn phân suốt ngày không, liệu có phun phòng bệnh không hay như nào không, trong cái điều kiện nhà người ta làm sao, nhiều nắng ít nắng, chế độ chăm như nào, trồng bằng vỏ thông hay là rêu hay là cái gì đó, thì mọi người không biết được thì nó sẽ rất là khó. Còn khi mà anh chị đã biết được và hiểu được cái đặc tính của cái cây đấy, thì anh chị kích kỳ nó cũng dễ, mà kích hoa nó cũng dễ. Nhưng mà để mà nói là không ai nói tài được cái việc đó, chính là 100% là mình kích được kỳ hoặc kích được hoa cả, rất là khó. Nói chung là nó tùy cây, tùy dòng. Thì ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em này, em cũng nói rất là rõ về cái việc mình kích được. Thì mọi người có thể xem lại video của em, những cái bài em nói về cái việc đó chính là kích kỳ rồi thì nó ra dễ không ra dễ. Còn nếu mà mọi người mà cảm thấy cây của mình mà kích rồi mà nó lớn rồi, khoảng 5 xăng rồi mà nó chưa ra dễ, thì mọi người có thể sử dụng một chút những thuốc sản phẩm kích dễ của Thái, của Mỹ hay là của Đài Loan, Trung Quốc hay là của Việt Nam. Nó cũng có rất là nhiều loại thuốc kích dễ để cho nó ra dễ. Nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là gì, cái thuốc kích dễ nó sẽ cho cây ra dễ luôn, nhưng mà ra dễ đó nó cũng như kiểu là cái mầm bị kích ấy, thì nó phải được nuôi dưỡng, phải được chăm sóc thì nó mới dễ đấy, nó mới còn, nó mới khỏe được. Nó cũng như cái cây này, khi mà bị kích, bị châm thuốc để nảy mầm ấy, châm thuốc để nảy mầm ấy, thì mình vẫn phải dưỡng cây để cho nó giữ được một cái bộ lá đẹp như thế này, dưỡng cây để cho nó giữ bộ lá, có nghĩa để cho cây nó khỏe. Còn khi mà cây nó suy rồi ấy, thì có khi mầm nó lên nó chết, hoặc là mầm nó lên nó không ra được dễ, hoặc là nó có nhiều cái khác. Quan trọng là mình phải chăm được cái cây, khi mà kích vẫn phải chăm được cái cây này nó tốt này, lá vẫn dày xanh lép đấy, không rụng lá nào, thì có nghĩa là cây nó khỏe thì nó lên ki, đương nhiên là cây ki khỏe, và đương nhiên là cái việc nó ra dễ là đương nhiên rồi. Thế nó là quy luật sinh tồn, nó bắt buộc phải sống, không lý do gì là không sống, đúng không? Thế nên là mọi người cứ chú ý và cân nhắc để sưu tầm và trồng được những cái cây mà mình thực sự cảm thấy ưng ý nhất. Thì hôm nay em cũng giới thiệu đơn giản về cái cây 500 cú thọ buổi chiều thôi. Giờ nó cũng buổi chiều rồi, nhưng bây giờ nó đang phát loa nên là em không nghe được cái nào cả. Thế nên là mọi người thông cảm. Thì một cái cây 500 cú thọ lại nở một lần nữa vào dịp tháng 9. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi kênh của em. Thì mọi người có thể đăng ký cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em để mọi người
có thể thêm một số chi tiết để mình cùng biết về cái vấn đề nhận biết cây hay là chăm sóc của tất cả các loại. Thì bây giờ nó hơi ẩm nên là em xin phép là dừng lại ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin chào tất cả mọi người.